Anh vừa về quê đấy à? Ừ. Sao anh không bảo em để em đi cùng? Ông bà gọi về gấp quá. Việc gì thế? Mình sinh con nhá. Sinh con á? Ừ. Thế là ông bà biết thỏa thuận của em với anh rồi à? Đúng rồi. Nhưng mà em... Nhưng mà cái gì nữa? Cũng đến lúc phải sinh con chứ sao? Anh ấy, anh bảo với em là bây giờ cưới nhau xong mình sẽ đi kiếm tiền, đi chơi, đi du lịch, đi hưởng thụ. Tại sao bây giờ anh lại bắt em sinh con? 5 năm rồi bọn mình đã sống như thế. Em không thấy nó chán à? Bây giờ bọn mình phải có một cái gì đấy để nó thay đổi đi. Và quan trọng nhất, ông bà bảo là nếu như không sinh con, không cho ông bà có cháu bé, toàn bộ tài sản và cái căn nhà này ông bà sẽ đem đi làm từ thiện hết. Em hiểu không? Thế là vì toàn bộ căn nhà này và tài sản nên anh bắt em phải sinh con. Anh có biết là sinh con cần rất nhiều chi phí và trách nhiệm không? Em không muốn nói về vấn đề này. Ok. Này, chào cô Linh. Trời ơi, hai mẹ con đi đâu mà điệu thế? Chào cô đi con. Con chào cô ạ. Chào con. Chiều nay tao bận tí việc, chồng Linh giúp tao 2 tiếng nhá. Được. Đi đâu đấy? Đi đâu chứ? Đấy, cứ như vợ chồng mày ý, không con cái mà vẫn hạnh phúc. Như tao này, đầu bù tóc rối hết cả lên. Sinh, hôm nay sinh. Chồng Linh của tao nhá, tao về luôn đây. Con chào mẹ. Chào con. Bye. Chào cô Linh. Đi, đi vào nhà. Lim ơi, tớ đói bụng quá. Bạn muốn ăn gì? Tớ muốn ăn rất là nhiều thứ. Thế còn bạn Lim thích ăn gì? Tớ mẹ ăn bim bim. Đừng ăn nhiều bim bim quá. Mẹ tớ bảo á, ăn bim bim sẽ bị hỏng bụng. Ao ui đau bụng quá. Tại sao bạn đau bụng? Tại vì hôm nay tớ ăn hơi nhiều kẹo. Mẹ tớ bảo mà tớ lại quên mất. Cậu quên rồi à? Chào cô Linh. Công chúa của mẹ hôm nay chơi với cô Linh có vui không? Có ạ. Vui, ngoan lắm. Thế xin phép cô Linh cháu về cháu học bài nhá. Con chào cô Linh ạ. Ừ, ôi yêu quá. Mình về nhá. Ừ, mấy bữa nữa qua nhà cô chơi nhá. Vâng ạ. Anh làm gì đấy? Ừ, anh làm gì đâu à. Bé Linh về rồi à? Về rồi, Thùy vào đón. Anh và em làm đưa thằng bé Lim đi. Tôi xin anh. Sao? Thôi, em đã bảo rồi. Đấy là con của Thùy, mình chơi với nó thì vui. Chứ còn nếu mà con của mình thì không được vui thế đâu. Này, em vừa thấy anh lấy cái gì trong tủ thuốc đấy. Đưa em xem nào. Đưa em nào á. Anh định vứt cái này đi. Anh làm việc này là bởi vì tài sản và căn nhà của bố anh à? Anh nói thật với em nhá, chẳng có cái chuyện tài sản hay là căn nhà hay là ông bà muốn đâu. Mà là anh muốn ấy. Tại vì anh thấy em thích bé Lim quá nên ra là anh mới nghĩ ra. Em đã bảo với anh rồi, sinh một đứa bé cần rất nhiều tiền bạc và trách nhiệm. Nếu như mà anh bây giờ trở thành cha thì em cũng sẽ trở thành mẹ. Liệu chúng mình có chịu được trách nhiệm không? Thì trước khi cưới bọn mình cũng có nghĩ cái gì đâu. Lúc đấy em chẳng bảo là đã nghĩ thì không làm, mà đã làm thì không nghĩ, đúng không? Nhưng cái việc này là việc quan trọng, anh nghĩ kỹ rồi. Bao nhiêu năm trời rồi, cũng phải đến lúc thay đổi đi chứ. Thực rồi, chắc sang tuần mình phải đi khám tổng quát. Cái gì cơ? Khám tổng quát rồi còn lên kế hoạch nữa chứ. Mua tô anh còn phải xem ngày, chả nhẽ một thiên thần sắp chào đời anh lại tắc trách được à?